Lần này các cổ đông trong công ty đã đồng ý kế hoạch kinh doanh của chúng ta rồi. Đây coi như là một thuận lợi của chúng ta. Cho nên việc trước mắt là phải thúc đẩy nhanh chóng việc sản xuất trà, nhất là ở khâu chế biến. Tụi mình qua bên đó xem xét công việc đi. Cứ cảm thấy bất an sao? Có khi nào con Ngọc Anh xảy ra chuyện gì không? Sao không gọi được vậy nè? Bao nhiêu năm rồi mà ở đây cũng không thay đổi nhiều bao nhiêu. Mẹ Ngọc Anh, sao con buồn vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Không có gì đâu mẹ, con thấy hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi thôi. Mà sao mẹ tới đây? Con đã dặn mẹ là đừng có tới rồi mà. Tại mẹ gọi cho con hoài mà không được nên mẹ lo quá. Mẹ đến đây coi con có làm sao không? Mà dạo này mẹ thấy con xanh xao quá, mẹ lo lắm. À, mẹ có nấu cháo gà đem tới cho con ăn để tẩm bổ nè. Giờ thôi, mẹ tới đây rồi, mình vô phòng nói chuyện đi mẹ. Ừ. Bà Lan, gương mặt này, dáng dấp này đã lâu không gặp, không thay đổi. Đúng là bà Lan rồi. Mẹ, con, Ngọc Anh, không lẽ là con nhỏ lúc trước hả? Mẹ ngồi đi mẹ. Mẹ nấu cháo gà cho con nè. Con ăn đi. Ráng ăn cho hết. Để con mau lấy lại sức nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con mẹ là nhất rồi. Con ăn đi. Nè con. Dạ. Ngọc Anh, con sao vậy? Ngọc Anh, con thấy trong người sao? Con sao vậy? Nè, có phải con có thai rồi phải không? Ngọc Anh, nói cho mẹ biết, có phải con có thai rồi phải không? Con, sao con dại dột quá vậy? Là của cha Bảo phải không? Dạ. Trời ơi, thiệt là oan nghiệt mà. Ngọc Anh, con có nghĩ tới
Nếu Nhã Hân nó mà biết chuyện này, nó sẽ càng oán hận con nhiều hơn, con biết không? Con biết, con biết con sai rồi. Nhưng mà con yêu anh Bảo mà mẹ, con không thể quay đầu lại được nữa. Bây giờ con không biết phải làm sao hết. Rồi thằng Gia Bảo nó biết chuyện này chưa? Con không dám nói cho anh Bảo biết, con sợ anh làm lớn chuyện tới tai Nhã Hân. Vậy làm sao hả mẹ? Chuyện đã ra nông nổi như vậy rồi thì trước hết con hãy nghỉ việc ở đây đi, quay về nhà mình. Mẹ sẽ tìm cách để đưa con đến nơi khác một thời gian để sinh sống, rồi sau đó sinh con. Mẹ, như vậy là con phải chạy trốn. Và con của con không có cha hả mẹ? Không thể nào làm khác hơn nữa được con à. Con không muốn như vậy. Nếu con của con sinh ra mà bất hạnh giống như con thì chi bằng không nên để nó tồn tại trên đời này. Ngọc Anh à, con không được suy nghĩ dại dột như vậy nghe không? Nè Ngọc Anh à, con phải bình tĩnh để tìm phương pháp giải quyết chuyện này nghe không? Con rối quá, con phải làm sao đây hả mẹ? Con, lâu rồi mới gặp lại cố nhân. Tôi với ông không có quen biết cho lắm, đừng có dùng từ cố nhân nghe rất chói tai. Làm ơn tránh ra đi. Bà Lan, bà đến thăm con gái phải không? Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Bà không cần phải giấu tôi đâu. Đúng là lúc đầu tôi thấy Ngọc Anh có nét rất giống bà, lúc đầu tôi không nhận ra, nhưng mà bây giờ tôi đã xác định rồi. Con gái tôi đang làm việc ở đây, tôi không có liên quan gì hết, và cũng không có nhã hứng nói chuyện với ông. Bà Lan, bà cứ từ từ. Bà được người tình mới bao bọc nên đã quên tình xưa nghĩa cũ rồi sao? Chả trách gì ông Bách vào tù mà không thấy vợ con đến thăm nuôi. Ông nói cái gì? Sao ông Bách lại ngồi tù chứ? Tôi không tin đâu. Ngày đó ông Bách ôm tiền trốn bọn cho vay nặng lãi, sao lại... Tình cờ một người bạn của tôi trước đây cũng từng làm ở nông trại này đã gặp ông Bách ở trong tù, ở chung một phòng giam. Ông ra trại trước rồi đến gặp tôi để nhờ giả, rồi kể cho tôi nghe, tôi mới biết đó chứ. Không bao lâu sau ngày bà đi thì ông Bách cũng đi tù. Nghe đâu là tội cờ bạc, ngộ sát. Ông ngồi tù cũng hơn chục năm nay rồi. Tin hay không á là tùy bà, tôi chỉ thấy là có trách nhiệm nói cho bà biết, để bà đừng sống hoài trong ảo ảnh như vậy. Quá ra lâu nay ông ấy ngồi tù, ông đó cũng là hậu quả tất yếu cho sự ham mê cờ bạc ruồng rẫy vợ con của ổng mà ra. Chỉ thương cho Ngọc Anh, vì một người cha như vậy mà cuộc đời của nó mới khổ. Không được, mình sẽ không để cho Ngọc Anh biết chuyện ba nó ngồi tù được. Ông Bách, tôi sẽ để ông mãi mãi biến mất trong cuộc sống của hai mẹ con tôi. Dì không khỏe hay sao mà lên phòng sớm vậy? Mà hình như dì không được vui cho lắm. Dì chỉ hơi mệt một chút thôi. Bây giờ con đang rất hạnh phúc, gia đình chồng và anh Bảo lại rất yêu thương con. Có phải dì đang đau khổ thay con gái mình không? Có lẽ là lúc này dì mới thấm thía nỗi đau không nói nên lời, đúng không? Tại sao con cứ phải trút hết mọi tội lỗi lên đầu của Ngọc Anh?
Nếu Ngọc Anh nó có tội thì cũng chỉ vì sự nông nổi, cũng từ tình yêu không được đáp lại mà ra. Chính sự nông nổi của các người để gây đau khổ cho tôi suốt đời. Nếu con có oán hận thì con hãy trút hết lên dì đi. Đừng làm đau khổ cho Ngọc Anh nữa. Nó cũng đã chịu thua thiệt nhiều lắm rồi con. Đừng có gây thêm đau khổ cho nó nữa. Dì cũng có phần đó. Không cần phải nhận thay cho con gái mình đâu. Đối với dì, nỗi hận trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi. Mỗi khi tôi nghĩ tới cảnh mẹ tôi quằn quại trên giường bệnh, bà đã phải nuốt nước mắt vào trong để chấp nhận cho chồng đưa người phụ nữ khác về nhà. Mãi mãi, mãi mãi tôi không bao giờ quên được giây phút đó. Tôi sẽ thay mẹ tôi bắt dì phải trả giá. Còn món nợ với con gái dì, tôi nhất định phải đòi cho bằng được cả vốn lẫn lợi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ phải khiến cho Ngọc Anh và cả những người từng gây đau khổ cho tôi phải sống dở, chết dở, tôi mới cam lòng. Đúng là oan nghiệt mà. Ngọc Anh cũng từng kể rất nhiều với cô. Trước đây cô là một người rất vui vẻ. Ngọc Anh từng chia sẻ với tôi là lúc nào cô ấy cũng đau khổ, cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm. Hai người mà cứ như vậy á thì không ai tìm thấy được hạnh phúc cho mình đâu. Với lại Trọng Khôi đã không còn trên thế gian này nữa. Trọng Khôi yêu cô nhiều như vậy, cho nên tôi tin là anh ấy lúc nào cũng muốn cô sống được vui vẻ, tìm được một người yêu cô và chăm sóc cho cô. Chị có lỗi với em, chị thật sự rất hối hận. Hãy tha lỗi cho chị. Chị xin em. Đây là quà sinh nhật chị tặng cho em. Em nhận cho chị vui nha. Tôi không thèm. Cái này là chị để dành tiền mua đó. Đây là cả tấm lòng của chị. Em nhận cho chị vui nha. Ừ. Cái khăn này đẹp lắm. Chị nghĩ là sẽ thích hợp với em đó. Em thích không? Cũng đẹp. Cảm ơn. Em nhận là chị vui rồi. Trước giờ chị chưa bao giờ biết đến ngày sinh nhật của mình là gì hết. Thấy người ta tổ chức sinh nhật là chị tủi thân à. Bây giờ hai tụi mình là người một nhà. Chị rất muốn làm cái gì đó thật là ý nghĩa cho em. Chị thấy em cười là chị vui rồi. Từ trước tới giờ chị không có chơi với ai thân hết. Lúc nào chị cũng ao ước có một người bạn để mình tâm sự. Dù tôi không thấy thương gì, tôi cũng sẽ không tha thứ cho gì với bà. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ làm bạn với chị. Em nói thiệt hả? Ừ. Chị cảm ơn. Tụi mình sẽ là bạn tốt nghe.
Giờ này tối rồi, bà không tính đi đâu nữa? Tự nhiên tôi thấy trong lòng lo lo, không biết Ngọc Anh nó có chuyện gì hay không. Tôi muốn tới thăm con nhỏ, con nó ra làm sao. Mấy bữa nay thấy nó không được khỏe. Chắc công việc bận quá nên con anh nó mới như vậy thôi. Rồi sao? Rồi sao hả? Chứ không phải hôm nay bà đã nói tới thăm nó rồi sao? Bây giờ lại đi nữa. Nè, đừng có tới nó hoài như vậy. Ừ, vì tại vì hôm nay gặp nó, thấy nó không được khỏe cho nên tôi mới lo. Ừ, tôi cũng đã hẹn nó ra ngoài, chắc là nó đang đợi tôi. Ừ, tôi đi nhanh rồi sẽ về. Thôi, để tôi đưa bà đi. Ừ, thôi khỏi, tôi cũng đã gọi taxi rồi. Với lại tối rồi, ông nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa. Ông cứ kệ tôi đi. Ừ, tôi đi nghe. Nè, bà đi cẩn thận nha. Dạ. Ngọc Anh. Mẹ, sao mẹ tới giờ này vậy mẹ? Mẹ lo cho con quá. Mẹ vô nhà nói chuyện với con nha. Mẹ à, mẹ đừng có tới đây thường xuyên nữa, người ta sẽ nghi ngờ đó. Mẹ lo cho con lắm Ngọc Anh à. Nghe lời mẹ đi, con nghỉ làm ở đây đi, rồi con trở về nhà, mẹ sẽ cố thu xếp ở nơi khác cho con tới sinh sống. Mẹ để con từ từ suy nghĩ được không? Con từ từ suy nghĩ cái gì nữa chứ, cứ làm theo lời mẹ đi. Chẳng lẽ con đợi tới lúc cái thai lộ ra rồi người ta dị nghị con mới chịu rời đi hay sao? Con nhất định phải nghe lời mẹ. Con mà không chịu xin nghỉ thì sáng mai mẹ sẽ nói chuyện với Dượng của con, để Dượng nói chuyện với bên Xu gia. Mẹ à, mẹ. Thôi được rồi, con sẽ nghe theo lời của mẹ, con sẽ nghỉ làm ở đây. Nhưng mà mẹ cho con thư thả vài ngày được không mẹ? Nếu con đã quyết định rồi thì phải đi ngay lập tức, con còn nấn ná đây làm gì nữa chứ. Con chỉ muốn gặp anh Bảo thêm một lần nữa thôi. Con gặp nó để làm gì? Không lẽ con muốn nói cho nó biết về đứa bé này hay sao? Mà nếu nó biết rồi thì sao? Liệu thằng Gia Bảo nó có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho hai mẹ con hay không? Con không nói đâu. Con sẽ không để cho anh Bảo phải khó xử khi mà phải lựa chọn giữa chữ hiếu, sự nghiệp và mẹ con đâu. Con chỉ muốn gặp anh một lần thôi. Dù lần gặp này là lần sau cuối. Nha mẹ. Thôi được rồi, mẹ sẽ cho con một tuần để con xin nghỉ và gặp thằng Bảo. Nhưng tuần sau con phải theo mẹ về nhà và rời đi nơi khác sống ngay. Nghe con. Cậu Anh. Anh Bảo, anh đến từ lúc nào vậy? Ngồi xuống đi. Sao chuyện quan trọng như vậy mà em không nói cho anh biết sớm, mà lại âm thầm chịu đựng một mình như vậy chứ? Đứa con nhất định phải có cha, tuyệt đối không có trở lực nào có thể chia cắt chúng ta được. Anh sẽ đi nói rõ ràng chuyện này với ba mẹ và Nhã Hơn biết. Không được đâu anh Bảo, không thể nào nói chuyện này được, không thể cho mọi người biết được. Cậu đừng có nông nổi như vậy. Chắc chắn mẹ cậu sẽ đứng về phía Nhã Hân, bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho đứa con của Ngọc Anh chào đời. Nhưng con không thể nào để đứa bé nhà Ngọc Anh rời xa con được. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu Nhã Hân nó mà biết được chuyện này thì tôi cũng không biết nó sẽ dùng cách gì để đối phó với hai mẹ con Ngọc Anh. Tới lúc đó thì cậu có bảo vệ được cho con gái tôi và cháu tôi hay không?
Tạm thời tôi sẽ đưa Ngọc Anh lên Sài Gòn để nó ổn định cuộc sống và sinh con. Cậu có thời gian thì tranh thủ lên thăm Ngọc Anh để động viên tinh thần cho nó. Và trước mắt cậu phải giấu kín chuyện này. Cả tôi cũng sẽ không nói gì cho giường của Ngọc Anh biết hết. Cậu nghe lời tôi, đừng có nói ra chuyện này. Nếu như cậu mà nói ra thì người khổ sẽ là Ngọc Anh đó. Dạ, con biết rồi. Trước mắt cứ làm theo lời bác. Con sẽ thu xếp vô Sài Gòn vì lý do là đi công việc, để cho Ngọc Anh đi chung. Không thể cùng xuất phát một lúc được, Nhã Hân nó sẽ nghi ngờ. Tôi với Ngọc Anh sẽ đi trước chờ cậu. Khi nào cậu thu xếp được thì đến đó gặp nhau rồi cùng đi. Dạ, vậy cũng được. Anh về rồi hả? Dạ. Mình có nên nói cho ổng biết chuyện con Ngọc Anh hay không? Không, không được. Ổng rất thương Nhã Hân. Chuyện Ngọc Anh mang thai sẽ khiến cho ông ấy vô cùng tức giận. Sao? Sao hả? Dạ, không có gì. Mình phải bảo vệ con gái của mình thôi. Nhưng mình phải nói làm sao để rời khỏi nhà đi. Còn sự biến mất của Ngọc Anh nữa, mình sẽ phải giải thích làm sao đây. Nhưng bây giờ không thể nghĩ được nhiều nữa rồi. Cứ lo cho Ngọc Anh nó an toàn trước đã. Mà sao vậy? Dạ, ông hỏi gì? Hôm nay bà sao vậy? Con Anh nó không được khỏe hay sao mà tôi thấy bà có vẻ lo lắng quá vậy? Tại vì tôi đang suy nghĩ một chuyện. Tôi muốn xin với ông. Chuyện gì? Ông à, ngày mai tôi muốn đi theo đoàn Phật tử của chùa hành hương. Chắc là đi một tuần. Rồi sao? Rồi sao hả? Từ trước giờ bà chỉ đi chùa chứ có bao giờ đi hành hương theo đoàn đâu. Sáng nay bà lại có ý định đó vậy? Nhà cửa đều do một tay bà quản lý trong ngoài. Bây giờ bà đi ai lo? Lúc này nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi muốn theo đoàn đi hành hương để thấy an lòng hơn. Tôi cũng sẽ sắp xếp nhà cửa ổn thỏa hết. Ông cứ yên tâm. Bà đã nói vậy rồi á, thì bà cứ đi đi. Tôi cũng phải là người khắt khe, cứ giữ bà rú rú trong nhà. Dạ, tôi biết rồi. À, bà thu xếp quần áo chưa? Chưa, tôi phải hỏi ý kiến của ông rồi tôi mới dám quyết định được. Thôi bà đi thu xếp đi. Dạ. Ba mẹ. Nè, sao mẹ gọi điện thoại mà con không nghe máy mẹ gì? Con đi gặp khách hàng, chắc là điện thoại con hết pin. Anh ăn gì chưa? Để em kêu chị nữ dọn cơm cho anh ăn nha. Thôi khỏi, không cần đâu. À, con mới vừa đi gặp khách hàng. Anh này muốn giới thiệu một khách hàng mới cho con, nhưng mà ở tận Sài Gòn lận, cho nên là ngày mai con sẽ lên gặp họ. Ừ, vợ chồng con thu xếp cùng lên đó coi một chuyến cũng được. Có hai vợ chồng cùng bằng bạc chăm sóc nhau cũng tốt. Con đi một mình ba. Sao vậy? Thì con lên đó rồi về liền mà, cho nên là đi một mình thôi. Nhã Hân phải ở nhà để mà trông coi sản xuất vụ trà mới. Con tính như vậy cũng được. Con nè. Dạ. Con đi một mình liệu có? Mẹ, mẹ đừng có lo, cứ để anh Bảo đi đi. Con thấy là anh Bảo cũng rất giỏi trong việc thuyết phục khách hàng. Lần trước cũng có nhiều khách hàng bị anh ấy thuyết phục mà nhờ đó công ty mình ký được hợp đồng đó. Với lại chắc lần này khách hàng toàn là nam, con là nữ, gặp nhiều cũng không tiện. Vậy cũng được. Nè,
Con định chừng nào con đi? Con muốn xúc tiến công việc càng sớm càng tốt, để sản phẩm của chúng ta sớm ra mắt với thị trường. Con tính là ngày mai đi. Con bây giờ biết tập trung lo cho công việc, bà thấy vui lắm. Dạ. Từ lúc lấy vợ tới bây giờ, tôi thấy con trai mình nó biết lo lắng, nó suy nghĩ nhiều hơn đó. Để em thu xếp quần áo cho anh nha. Thấy vợ chồng nó yêu thương ghê chưa? Con của mẹ, dù con là con trai hay con gái, mẹ cũng sẽ yêu thương con. Mẹ xin lỗi chỉ từng có ý nghĩ muốn từ bỏ con. Con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ không biết tương lai hai mẹ con mình rồi sẽ ra sao, nhưng mẹ nhất định sẽ chăm lo cho con chu đáo, bù đắp những thiếu thốn của con. Nhã Hân, em tìm chị có chuyện gì không? Đi với tôi. Đi đâu? Tôi đi rồi biết. Nhưng mà Nhã Hân. Vậy là mọi chuyện đã ổn hết rồi. Lát nữa mình gọi điện thoại cho Ngọc Anh, thông báo để cô ấy chuẩn bị đi trước. Cô ta về phòng trước mình mà. Sao đồ đạc lúng túng vậy? Cô ta đi đâu và làm gì giờ này? Chị ngồi xuống đi. Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày sinh nhật chung của hai chúng ta. Tôi đã từng hứa với chị, mỗi năm vào ngày rằm tháng 4, hai chúng ta sẽ cùng nhau thổi lên, cùng nhau ôm lại kỷ niệm. Tôi sẽ là người bạn duy nhất của chị, là một đứa em thân thiết, dù có xảy ra những chuyện buồn vui giận hờn. Hôm nay tôi kẹp nhớ tới lời hứa này. Nhã Hân, tại sao hôm nay em lại cư xử như vậy? Chị hỏi tôi tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Mỗi khi tôi nhớ lại lời thề của chúng ta thì tôi lại không dằn được cảm xúc. Chị xin lỗi em, là tại chị. Chị đã xóa bỏ lời thề của hai chúng ta. Chị không chỉ xóa bỏ lời thề mà chị còn gây cho tôi đau đớn tận tâm can, chị biết không?
Tại sao vậy? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa để trả lại chị chiếc khăn này. Một khi tình cảm đã rạn nứt thì không thể nào hàn gắn được. Tôi sẽ xóa sạch những ký ức của tuổi thơ có liên quan đến chị. Cũng như những quán thù đang dày dò chúng ta mấy năm qua. Không, chị không muốn chết. Chị xin lỗi em. Cô đi đâu giờ này mới về? Hả? Cô sao vậy? Cô làm sao vậy? Nếu anh có được người anh yêu thì anh có cố giữ cho người ấy ở bên mình mãi mãi không? Sao tự nhiên cô lại hỏi tôi điều này? Hôm nay tôi thấy cô có điều gì đó khác thường thì phải. Cô có chuyện gì đúng không? Anh trả lời tôi đi. Tôi đã và đang bằng mọi giá bảo vệ tình yêu của mình. Cho nên cô đừng làm khó tôi và cậu anh. Nhã Hưng à, tôi xin cô đó, cô hãy để cho tôi và cậu anh ở bên nhau có được không? Cô hãy quên hết mọi hận thù đi. Thực sự là tôi rất mệt mỏi, và Ngọc Anh càng mệt mỏi hơn khi có sự xuất hiện của cô. Cô có biết điều đó không? Quên à? Tôi cũng muốn quên lắm chứ. Có những chuyện đâu phải nói quên là quên được đâu. Vậy nếu tôi nói là anh phải quên đi tình yêu của anh và Ngọc Anh, anh có làm được không? Chuyện với tôi và Ngọc Anh khác cô. Bởi vì Ngọc Anh đã... Không được, mình không thể nói ra chuyện Ngọc Anh có thai. Cô ta sẽ đối phó với Ngọc Anh. Cứ để Ngọc Anh đi khỏi đây trước đã. Thôi bỏ đi. Tôi đang định hỏi cậu là có gặp Ngọc Anh không vậy? Bác nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta đã hẹn với nhau là bác với Ngọc Anh đến đây, còn đến đây đón hai người mà. Đúng là tôi với Ngọc Anh có hẹn với nhau, nhưng mà kia đến nơi không thấy nó đâu hết, gọi điện thoại nó cũng không bắt máy nữa. Tôi không biết nó có ra đây trước gặp cậu hay không, cho nên tôi chạy ra đây luôn. Sao kỳ vậy? Vậy là Ngọc Anh đi đâu? Hay là cậu gọi điện thoại cho nó đi. Dạ. Cô ấy không bắt máy. Trời ơi, không biết con nhỏ có gặp chuyện gì hay không nữa. Không bắt máy à? Hay là bây giờ mình trở lại nhà máy đi bác. Ừ, cũng được. Dạ. Nghĩ là có chuyện gì xảy ra cho Ngọc Anh không? Tôi chỉ có mình nó, nó có bề gì, chắc tôi không sống nổi quá. Chắc là không sao đâu, bác đừng lo lắng quá. Để con hỏi mọi người thử xem sao, bác đừng nói gì hết nha. Ừ. Cậu Bảo, cậu tới tìm cô Ngọc Anh hả? Chú thấy Ngọc Anh không? Cô ấy còn ở đây hay đã ra ngoài rồi? Dạ, sáng giờ tôi không thấy cổ. Ý chú nói là sáng giờ Ngọc Anh đã ra ngoài rồi hả?
Tôi giữ chìa khóa cổng này mà, nếu sáng giờ cô Ngọc Anh đi thì tôi phải biết chứ. Không lẽ cô ấy đi từ tối qua? Tối qua tôi có nghe nói cô Hân tới kiếm cô Ngọc Anh rồi hai người ra ngoài. Hình như tối hôm qua cô Ngọc Anh không có quay về. Cái gì? Nhã Hân gặp Ngọc Anh hả? Không lẽ là những điều tôi từng lo sợ đã xảy ra sao? Nhã Hân đã đối phó với Ngọc Anh rồi, vậy mình phải làm sao đây? Đi, mình phải cứu Ngọc Anh. Phải cứu Ngọc Anh thôi. Bác bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta về nhà rồi tìm lại thử coi cổ xem sao. Cậu Bảo ơi, cô Ngọc Anh có chuyện gì hả? Dạ không có chuyện gì. À, chú ở đây, khi nào Ngọc Anh về thì lập tức điện thoại cho tôi biết liền nha. Dạ, cảm ơn chú. Đi. Đi bác. Dạ, thưa ba mẹ con đi làm. Chồng con đâu rồi? À, anh đi từ sớm rồi mẹ. Ờ. Thôi con đi làm. Báo, sao con lại đi với bà ta? Ngọc Anh đâu? Tôi hỏi là Ngọc Anh đâu? Cô đi giấu Ngọc Anh ở đâu? Nói không? Nhã Hân à, dì xin con đó. Con muốn oán hận thì cứ trút hết lên dì đi. Xin con hãy tha cho Ngọc Anh, đừng làm hại nó. Tôi không hiểu hai người đang nói cái gì vậy? Tối hôm qua cô đến gặp Ngọc Anh, cho nên Ngọc Anh đã không về nhà máy. Nếu như cô không giấu Ngọc Anh thì tại sao Ngọc Anh không về nhà máy? Đúng, tối hôm qua tôi có gặp chị ấy, nhưng sau đó tụi tôi đã chia tay. Và ai về nhà nấy? Chị ấy lớn rồi, có chân có tay, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, sao mà tôi biết được? Ngọc Anh không thể nào mất tích một cách vô lý như vậy được. Sáng nay dì đã hẹn với nó đi cùng với cậu Bảo xuống Sài Gòn. À, thì ra anh đi gặp khách hàng và không muốn tôi đi cùng. Lý do là đây. Bây giờ không phải là lúc cô truy tội tôi. Cô hãy nói thật cho tôi biết Ngọc Anh đang ở đâu. Cô giấu Ngọc Anh ở đâu? Tôi không giấu và không việc gì phải giấu hết. Bởi vì cô biết Ngọc Anh đã mang thai với tôi. Hả? Cho nên cô muốn hãm hại Ngọc Anh có phải không? Trời ơi. Trời. Thì ra lâu nay hai người lừa dối tôi. Vậy mà tôi đã từng nghĩ là sẽ xóa bỏ hận thù vì tình cảm chị em. Không ngờ tất cả chỉ là sự lừa dối. Tất cả mọi người đều muốn làm tổn thương tôi. Chính vì con oán hận cho nên con mới hãm hại Ngọc Anh. Con biết Ngọc Anh nó mang thai cho nên con mới sinh lòng đố kỵ với nó. Có đúng như vậy không? Nè bà kia, bà đừng quy kết tội con dâu tôi như vậy. Tôi nói cho bà biết nha, cho dù cô Ngọc Anh nó mang thai đi chăng nữa, tôi cũng không nhìn nhận đứa cháu sinh ra từ địa vị thấp hèn. Tôi chỉ nhận đứa cháu nội do con dâu tôi cưới hỏi thôi. Tôi nói cho bà biết, sau này nhất định bà sẽ hối hận. Mắc cười quá, việc gì tôi phải hối hận? Tôi cho bà hay, Nhã Hân sau lần bị tai nạn, bác sĩ cho biết nó đã bị vô sinh. Nó không thể nào sinh con được nữa. Bà chê con do con gái tôi sinh ra, vậy thì đừng hòng bà có cháu nội ấm bồng. Nè, bà ăn nói lung tung cái gì đó? Không thể có chuyện mà con dâu tôi không thể mang thai được. Bà không tin thì bà cứ việc hỏi Nhã Hân đi. Sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. Con cố che đậy thì cũng không bao giờ che đậy được đâu. Có phải thật như vậy không hả con? Chuyện bà ấy nói hoàn toàn là ngụy biện phải không con? Phải không? Ngọc Anh, Ngọc Anh. Ông bà. Anh Ngọc Anh, con có bị làm sao không con? Ngồi xuống đi. Em thấy trong người như thế nào rồi? Nói cho anh nghe đi. Em có bị làm sao không? Em thấy trong người em thế nào rồi? Nói cho anh biết đi. Ai đã làm hại em vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy con? Có phải người ta đã giấu con? Con cứ nói ra đi. Con đừng có sợ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Đúng rồi, nói đi Ngọc Anh. Chị nói đi, tôi đã làm gì chị? Chỉ cần chị cùng tôi nhảy xuống thác này,
cùng tìm về thế giới bên kia với anh Khôi, thì mọi ân oán của chúng ta có thể xóa bỏ được rồi. Không, chị không muốn chết. Chị xin lỗi em, chị hối hận lắm rồi. Em hãy tha thứ cho chị đi. Chẳng phải chị yêu Gia Bảo lắm hay sao? Vậy thì cùng tôi hãy kết thúc mọi ân oán đi. Vì chị cũng không muốn tôi kéo Gia Bảo vào chuyện này mà. Chị yêu anh Bảo, nhưng chị không thể, chị không đủ can đảm. Em tha thứ cho chị đi nhã hơn. Vậy mà cũng nói, đừng giả dối. Vậy mà cũng lên tiếng, nhân danh cho tình yêu hả? Đừng giả tạo. Không đâu, chị thật lòng yêu anh Bảo. Chị xin em đừng chia cắt chị với anh ấy nữa, được không? Giờ đây chị đã thấm thía nỗi đau mà em phải gánh chịu. Chị xin em hãy tha thứ cho chị đi nhã hơn. Chị xin em mà. Không, không thể được. Nhảy xuống đi, chị phải chết. Nhảy xuống mà, chị chết đi. Dạ Hưng ạ, anh vừa yêu sự tinh nghịch, vừa yêu sự hiền lành, tốt bụng của em. Em mãi mãi là thiên thần của anh, em nhé. Anh Khôi. Bỏ qua tất cả hận thù của chúng ta hay không? Có phải em đã tha lỗi cho chị rồi đúng không Nhã Hân? Nhã Hân, chị đi đi, tôi sẽ không nhắc đến chuyện thù hận nữa. Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Chị đi đi. Nếu chị đi rồi, em sẽ đối xử như thế nào với anh Bảo? Em cứ đồng ý ly dị với anh Bảo hay không? Đó là chuyện của tôi, chị không cần phải biết. Hay là chị đang mong chờ điều gì khi chúng tôi ly dị với nhau? Không, không phải. Chị không phải sự ra đi đó là giải pháp cuối cùng để chấm dứt mọi ân oán của chúng ta hay sao? Tại sao, tại sao bây giờ lại do dự? Em hãy nói cho chị biết đi, có phải thời gian qua em mới gần anh Bảo, em yêu anh Bảo rồi đúng không? Chị đang ghen ngược với tôi đó. Như vậy chứng tỏ là tôi đã thành công rồi. Khi Nhã Hân rời khỏi thác Lưu Ly thì con cũng về. Nhưng mà con vô ý bị trượt chân, điện thoại con cũng hết pin nên con không có gọi về nhà được. Rồi làm sao em về đây được? Sáng nay có người đi ngang nhìn thấy, giúp đưa em về nhà máy. Vậy đó nghe chú Phú nói anh và mẹ đến tìm em. Em lo có chuyện không hay nên em dỗ tới đây. Không ngờ em đến trễ. Bây giờ mọi việc đã phơi bày rồi. Các người lúc nào cũng cho tôi là người xấu. Chỉ có chị ta mới là đáng thương thôi. Chị hãy thôi khóc lóc, giả vờ tội nghiệp đi. Chị càng làm vậy, chị khiến tôi căm ghét chị thêm thôi. Nhã Hân à, chị xin em, em hãy tha thứ cho chị đi. Chị không hề muốn làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho em đâu. Đủ rồi, tôi không muốn chứng kiến sự giả tạo của chị nữa. Tất cả các người đã bày ra cái trò mất tích này để hạ nhục tôi, đúng không? Thật ra là các người đang muốn công khai cái thai của chị cho mọi người biết. Không phải như vậy đâu Nhã Hân. Chị... Im đi. Đúng, đúng là tôi đã mất đi quyền làm mẹ. Tất cả là
do hai mẹ con của chị bán cho tôi đó. Các người luôn miệng nói tôi xấu xa, tôi độc ác, nhưng chính các người mới là xấu xa, mới là độc ác. Bây giờ một lần nữa, chị lại muốn dẫm đạp lên nỗi đau của tôi. Được, tôi sẽ không để chị toại nguyện đâu. Ê, dạ Hân, bình tĩnh đi. Dạ Hân à, cho bỏ nhà xuống đây, kích động như vậy sẽ làm tổn thương Ngọc Anh đó. Dạ Hân à. Dạ Hân, trời ơi, đây là lỗi của dì. Con tha cho Ngọc Anh đi, vì cậu xin con đó. Cũng bởi do dì thương con gái của mình nên đã làm tổn thương con, là dì có lỗi với con. Dạ Hân, dì cứu xin con đó. Con bình tĩnh đi con, có gì ba sẽ dàn xếp cho con mà. Phải rồi đó, từ từ bình tĩnh rồi nói sao con à. Nghe lời mẹ đi con. Hân à, Nhã Hân à, con buông tay đi, nếu không thì con hãy giết gì đi, nhưng mà con hãy tha cho Ngọc Anh và đứa bé trong bụng của nó. Bỏ dao xuống đi mà Nhã Hân. Em đi, các người em đi, em đi. Đều là do các người, các người ép tôi. Nhã Hân, đừng 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 con à, đừng. Trong lúc tôi đau khổ, có ai, có ai, có ai đứng đây cầu xin giúp tôi hay không? Đừng, Nhã Hân, có ai không? Đừng Nhã Hân à, chị quá đau khổ rồi, nếu phải sống trong sự dày vò thì chị sẽ kết thúc cuộc sống này. Em hãy rũ bỏ mọi oán hận mà sống cho tốt. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, con ơi, em làm gì vậy Ngọc Anh? Ngọc Anh, sao lại xảy ra nông nỗi như vậy? Ba, ôi trời ơi. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Tình trạng của Ngọc Anh ra sao rồi bác sĩ? Cũng may là mọi người đưa cô ấy vào đây kịp thời. Hiện tại sức khỏe cô ấy còn rất yếu nên có hiện tượng động thai, cần tĩnh dưỡng một thời gian mới giữ được thai nhi. Cảm ơn bác sĩ. Ừ. Anh Khôi, em không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này ra sao khi tất cả trong em đều mất phương hướng hết rồi. Em đã nuôi ý nghĩ trả thù và cũng đã từng mềm lòng muốn buông xuôi tất cả. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Ngọc Anh à, không sao, không sao, có anh bên cạnh em nè, anh sẽ luôn bảo vệ em, không ai làm hại gì em đâu, đừng có lo gì hết nhé. Anh Bảo, Ngọc Anh à, em đó, hứa với anh nha, em đừng bao giờ dại dột như vậy nữa có được không? Trải qua thời khắc sinh tử, em mới cảm nhận được hạnh phúc bên người mình yêu quý giá biết chừng nào. Em hứa với anh, em sẽ cùng anh chiến đấu để giành lấy hạnh phúc. Em sẽ không mềm yếu và khuất phục đâu. Em sẽ không đầu hàng trước số phận. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tại sao lúc đó mình không đủ nhẫn tâm để giờ đây nỗi oán hận trong lòng mình càng tăng lên gấp bội? Họ sẽ hạnh phúc bên nhau, sẽ sinh những đứa con bụ bẩm. Còn mình, tất cả chỉ là con số luôn. Mình sẽ theo anh con về bên kia thế giới.
Tình... Thân, sao con lại về đến giờ này? Sao con hốc hác quá vậy? Bộ xảy ra chuyện gì với con hả? Con không muốn nói gì hết. Con chỉ muốn được ngủ thôi. Thân, em không có sao đâu. Em ráng nằm ở đây mấy bữa nha, rồi anh sẽ đưa em về nhà. Em cũng khỏe rồi. Cô chào bác. Mẹ, con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người thế nào? Con khỏe nhiều rồi mà mẹ. Em với bác nói chuyện đi, anh ra ngoài mua cháo cho em ăn. Bác có muốn ăn gì không? Để con mua cho bác. Thôi được rồi, cậu cứ mua cho Ngọc Anh, không cần phải lo cho tôi. Dạ, anh đi chút nha, anh đi xe về liền. Dạ. Con gái của mẹ, tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Mẹ là mẹ mà không làm được gì để bảo vệ cho con gái của mình hết. Mẹ thật là vô dụng mà. Mẹ à, con không sao đâu mà. Kể từ bây giờ con sẽ mạnh mẽ hơn. Bây giờ trong người của con đang mang một sinh mạng bé bỏng, là kết tinh tình yêu của con và anh Bảo. Con sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ con của con. Con không để cho con của con bị tổn thương nữa đâu. Mẹ hãy yên lòng đi, con sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà con Thanh đã về lại quể quải như vậy. Tính nó bướng bỉnh, có hỏi thì chắc chắn nó cũng không nói. Vậy ông? Ông Quân. Alo. Có phải đã xảy ra chuyện gì bên đó hay không? Sao tôi thấy con Thăng nó mệt mỏi về đây? Hỏi cái gì nó cũng không nói. Mấy người đã làm gì con gái tôi? Chuyện này cũng khó mà nói hết với anh qua điện thoại được. Anh giúp tôi coi Nhã Hân, đừng để nó suy nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn là sao? Anh nói tôi nghe coi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nghĩ quẩn? Các người làm gì con gái tôi á, tôi sẽ không để các người yên đâu. Chuyện này dài dòng lắm, chính chúng tôi cũng đang bối rối đây. Cứ để Nhã Hân nghỉ ngơi, rồi ngày mai tôi sẽ qua nhà anh, gặp nhau chúng ta sẽ nói chuyện. À, nhưng mà khoan, đã xảy ra chuyện gì đây? Không phải bà nói theo đoàn Phật tử lên chùa hành hương sao? Thì tôi định là vậy, nhưng giữa đường tôi thấy mệt quá nên quay về. Hết con Khăn về, tới bà về, mà sao mặt ai á cũng như đưa đám hết vậy? Con Hân nó về đây hả? Nó về rồi, nó nhốt mình trong phòng á. Không biết ở bên nhà chồng nó đã xảy ra chuyện gì nữa.
thôi. Bà lo cơm nước đi rồi lên nghỉ ngơi. Tôi lên nghỉ trước đây. Tôi không ngờ con Hân không thể mang thai. Ông ơi, vậy là nhà chúng ta cam chịu tuyệt tử sao ông? Chuyện con anh mang thai mà tính làm sao? Trời ơi, bây giờ tôi không biết tính làm sao đây nữa. Mình phải có trách nhiệm với Ngọc Anh, vì nó đang mang trong người đứa cháu nội của mình. Tôi biết rõ điều này, nhưng mà mình phải tính cách nào cho dễ an toàn, không để mất lòng anh Quân và Nhã Hân được. Tính tình của anh Quân tôi có lại gì đâu. Tại sao năm đó con Hân vì sao bị tai nạn mà lại mất tích như vậy? Mà sao tới mức không mang thai được nữa? Mà ngộ thiệt nha, những cái chuyện này mà sao anh Quân không nói cho mình biết? Thật ra vậy là ông biết chuyện này phải không? Đúng không? Đúng là tôi có biết vụ tai nạn, nhưng nguyên nhân vì sao và chuyện con Hân không thể mang thai tôi không thể nào biết được. Trời ơi, tại sao trước đây ông không hề nói cho tôi hay biết gì hết trơn vậy? Nói ra thay đổi được gì đâu. Trong tình hình Gia Hân như vậy, bà có dám phản đối anh Quân hay không? Trời ơi, ông nói gì cũng phải lắm. Bây giờ chúng ta không thể nào làm mất lòng anh Quân được. Anh vừa là cổ đông, vừa là chủ nợ, vừa là ân nhân của mình. Bây giờ công ty lại có cổ đông của Nhã Hân. Họ mà rút đi thì công ty mình có nước phá sản chứ làm gì. Ôi trời ơi, bây giờ tính sao đây? Nhưng mà ông à, còn phần gia đình của mình không thể không có người nối dõi được. Không lẽ thằng Bảo nó ra ngoài nó nhận con nuôi rồi về làm con cháu nhà mình? Trời ơi, cái chuyện đó không được rồi. Bà nói gì vậy? Bây giờ y học tiến bộ rồi, nếu mà không sinh con được thì người ta có thể thụ tinh. Huống hồ gì bây giờ con Ngọc Anh nó đã có thai với thằng Bảo, đứa bé đó cũng là con cháu của mình đó thôi. Trước mắt bây giờ không thể làm mất lòng cha con anh Quân được. Mình phải lo cho Nhã Hân trước đã. Ông nói tôi nghe cũng phải. Thôi bây giờ cứ như vậy trước đã. Con chào mẹ. Dạ, con chào bác. Con mời mẹ ngồi. Cô sao rồi, khỏe chưa? Dạ, cảm ơn bác, con khỏe rồi ạ. Con xin lỗi vì đã khiến cho bác phải lo lắng như vậy. Sao mẹ lại tới đây? Mẹ đến đây là muốn gặp hai đứa để thương lượng một chuyện. Tôi sẽ lo chỗ ở cho cô chu đáo và chu toàn mọi thứ cho đến khi cô sinh. Khi cô sanh con xong thì giao con lại cho tôi nuôi. Đổi lại, tôi sẽ cho cô một số tài sản không nhỏ, đủ cho cô làm lại cuộc đời. Mày nói gì vậy mẹ? Tôi không muốn làm khó cô đâu, nhưng chuyện đã vậy rồi, tôi sẽ bù đắp cho cô. Không, cô không thể nào giao con của mình được. Dù có thế nào, cô cũng không bao giờ xa con của con đâu. Cô, sao mẹ có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ? Bảo, con có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Mà con lên án mẹ hả? Lỗi là ở đâu? Ở con hay ở ba mẹ? Dù có chuyện gì xảy ra, kể từ giây phút này con sẽ luôn ở bên cạnh Ngọc Anh, chăm sóc cho cậu cho tới khi nào có sanh con thì thôi. Nếu ba mẹ cứ tạo áp lực cho Ngọc Anh thì con sẽ đưa Ngọc Anh rời khỏi đây và vĩnh viễn sẽ không về nhà nữa. Bảo à,
Bảo biết nó giống tính ai nữa. Đúng là con với cái, lúc nào cũng làm khổ cha mẹ. Còn cái con nhỏ đó nữa, bà cũng đừng trách tụi nó. Chuyện như vậy đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đâu. Vậy ông nói mình phải làm cách nào đây? Tụi nó đã như vậy, còn Hân thì sao? Mình phải ăn nói thế nào với anh Quân đây? Bây giờ vấn đề là từ con Hân. Tôi nghĩ mình phải bình tĩnh tính toán lại coi vấn đề như thế nào. Tôi thấy mình phải qua nhà anh Quân coi ý nó ra làm sao. Dù sao giữa Nhã Hân với Ngọc Anh cũng là người một nhà, mỗi người nhường nhịn nhau một chút thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Lỡ con Hân nó không đồng ý thì sao đây? Có người phụ nữ nào chịu san sẻ chồng mình cho người khác? Thì cứ hỏi ý con Hân trước đi, rồi từ từ vợ chồng mình khuyên nhủ nó. Nhưng dù sao nó cũng không thể sinh con cho gia đình mình. Nếu vì lý do này, biết đâu nó nhân nhượng một bước thì sao? Được rồi, sáng mai tôi với ông qua nhà ông xui, rồi bàn chuyện với Nhã Hân coi sao. Dù sao thì con Hân nó cũng là đứa biết chuyện. Có chuyện đó hay sao? Còn bà, chuyện lớn như vậy sao bà không nói cho tôi biết? Còn nói dối tôi là đi hành hương. Là Ngọc Anh có lỗi, tôi là mẹ của Ngọc Anh, tôi xin nhận lãnh tội lỗi của con mình. Anh Quân à, hôm nay vợ chồng tôi qua đây là muốn biết ý kiến của anh ra làm sao thôi anh Quân à. Nè, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất mà thôi, tôi tuyệt đối không để cho nó bị quất ức. Anh à, nhà tôi mấy đời độc đinh, chúng tôi cần cháu nội để nối dõi tông đường, mà thằng Bảo nó cũng không có anh em gì hết trơn á. Dù chúng tôi có thương cách mấy cũng phải nghĩ đến chuyện lâu dài chứ. Rồi sao? Rồi sao hả? Nói vậy á là anh chị tới đây là bắt con Hân ly dị thằng Bảo hả? Nè, các người muốn sỉ nhục tôi hả? Muốn làm con gái nó đau khổ, bị chồng, gia đình chồng nó lùa bỏ hả? Anh xui à, vợ chồng tôi không hề có ý đó đâu. Nhưng mà chuyện con Hân không thể có con, tại sao lại giấu chúng tôi vậy? Rồi sao? Rồi sao hả? Không có con thì dẫn con nuôi. Anh xui à, anh nói gì mà nghe được sao? Nếu ông Bảo nhà tôi nó bị bất lực thì đành chịu đi. Nhưng rõ ràng á, người có vấn đề lại là con Hân. Thôi 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 thôi, được rồi, hai người hãy bình tĩnh lại đi. Vợ chồng tôi qua đây á là không phải ép con Hân ly dị với thằng Bảo. Chúng tôi muốn bàn tới chuyện Ngọc Anh có thai. Nè, còn chuyện gì để bàn nữa chứ? Con Anh nó có thai, còn con Hân thì không. Các người định á để con Anh thay con Hân chứ gì? Anh xui, anh bình tĩnh đi. Vợ chồng tôi hoàn toàn không có ý đó đâu. Tụi tôi muốn chờ Ngọc Anh nó sinh xong rồi cho nó số tiền để nó đi xa nó làm ăn. Vợ chồng tôi đã thuyết phục thằng Bảo với Ngọc Anh kêu nó giao con lại cho tụi tôi chăm sóc sau khi Ngọc Anh sinh con. Nhưng mà nó nhất quyết không chịu. Nó còn đe dọa nó sẽ bỏ đi nơi khác nếu không để cho nó chăm sóc con của nó nữa. Vợ chồng tôi cũng hết sức đau đầu về chuyện này, mới qua đây bàn với anh nè. Dù sao thì mình cũng là người trong nhà với nhau. Trước tình cảnh này, tôi chỉ còn biết tới đây xin Nhã Hân mở rộng tấm lòng, tạm thời để cho ông Bảo nó chăm sóc cho Ngọc Anh. Chuyện về sau tiếp tục tính tiếp anh à. Thôi đủ rồi, các người coi con gái tôi là cái gì? Sau khi đứa bé chào đời, mọi người sẽ đối xử với con gái tôi ra sao? Tại sao các người có thể nhẫn tâm đối xử với con gái tôi như vậy chứ? Tôi cũng tuyệt đối không đồng ý để chuyện con gái chung một chồng. Không thể giải quyết theo hướng ích kỷ của chị được. Anh sẽ dẫn em đi dạo một vòng cho thoải mái nha. Dạ Bảo,
Em thấy anh nên đi về nhà đi. Để hai bác tức giận thì sinh ra nhiều chuyện nữa. Còn Nhã Hân thì... Em đừng có khuyên anh nữa. Lần này anh nhất quyết sẽ không bao giờ nghe theo lời của ba mẹ nữa đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh của em để bảo vệ cho em và cả con của chúng ta nữa. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không để cho em chịu đựng một mình nữa đâu. Anh hứa đó nha. Vợ chồng tôi tới đây là để thương lượng, chính là nể mặt anh, chứ đừng có nghĩ là tôi sợ anh. Bình tĩnh lại ông. Nè, anh nên nhớ, một khi chúng ta trở mặt thì không có lợi cho anh đâu. Chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ mình nên hỏi ý kiến của Nhã Hân, coi nó quyết định thế nào thì mình sẽ tôn trọng ý kiến của nó. Con đồng ý. Hân, ba, lát nữa con sẽ về bên nhà chồng con. Con đồng ý nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ chồng con. Rồi sao? Rồi sao hả? Con nói thật sao Hân? Là phận dâu con mà con lại không thể sinh con cho chồng được, đó là lỗi của con. Trong thời gian này mọi người cũng không thể đưa ra được quyết định sáng suốt, vậy nên cứ để cho chị anh về biệt thự Gia Hưng dưỡng thai cho đến khi chỉ sinh. Như vậy sao được chứ? Nếu để con anh về đó, người thiệt thôi sẽ là con, rồi con với thằng Bảo sẽ thế nào? Cứ để cho chị ấy yên lòng sinh con đi. Rồi chuyện sau này, nếu con và anh Bảo thật sự không còn duyên nợ, con sẽ đồng ý ly hôn. Bà không muốn con gái bà thiệt thòi, bà sẽ bảo vệ con bằng mọi cách, kể cả việc rút vốn là khỏi Gia Hưng. Con ngồi xuống đây, nói cho rõ ràng. Anh Xui à, tôi biết chuyện này thiệt thòi cho Nhã Hân, nhưng xin anh suy nghĩ lại. Chuyện mà anh rút vốn ra bây giờ, tôi... Anh Xui à, Nhã Hân cũng đã đồng ý rồi. Mong anh đừng làm khó vợ chồng tôi nữa mà. Rồi ảnh hưởng đến tình cảm giao hảo giữa hai bên. Tôi chỉ có một đứa con là Nhã Hân thôi. Tôi muốn con gái tôi được hạnh phúc. Ai mà làm con gái tôi buồn, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho người đó đâu. Anh Xui, anh đừng nóng nảy như vậy mà. Tôi nhất định phải rút vốn, và tôi sẽ nói với con Hân viết đơn ly hôn thằng Bảo ngay lập tức. Trong cái chuyện này không thể trách hoàn toàn thằng Bảo và gia đình của tôi được. Dù sao con Ngọc Anh cũng sống trong gia đình của anh. Nó thừa biết con Nhã Hân và thằng Bảo đã đám cưới với nhau rồi. Nó dụ dỗ thằng Bảo để nó có thai nè, là nó có ý đồ hết á. Bà có ý gì? Tôi nói con gái bà cố tình gài thằng Bảo để nó mang thai, rồi nó khui ra, rồi nó cố tình để cho hai vợ chồng thằng Bảo nó ly dị, để rồi lấy nó, phải không? Nếu như con trai bà không chịu thì làm sao con Ngọc Anh nó ép được? Thôi đủ rồi, tôi đã quyết định, cứ để thằng Bảo với con Hân ly dị đi, tôi sẽ rút chúng ra khỏi Gia Hân. Bà, con biết là ba thương con, ba luôn che chở cho con, nhưng ba cho con thêm một thời gian nha. Rồi sao? Rồi sao hả? Con còn ở trong cái nhà đó ngày nào đó thì con còn cái đau khổ ngày. Con có hiểu không? Con biết mà, nhưng con muốn níu kéo tình cảm vợ chồng với anh Bảo. Nếu như lúc đó không được, con sẽ nghe theo quyết định của ba. Con còn muốn dây dưa đến khi nào chứ? Ta rằng con đau khổ lúc này rồi dứt khoát luôn cho xong. Con thấy rồi đó, họ chỉ nghĩ tới quyền lợi và việc đối với tông đường của con họ thôi. Còn con á, con có lãi gì đâu. Bà, vợ chồng con chỉ mới cưới nhau có vài tháng, nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hai bên gia đình. Chuyện nội bộ mình nên giải quyết kín thôi, ồn ào ra ngoài sẽ không hay. Nhã Hân nói đúng đó anh Xui. Anh bớt nóng lại mà suy xét. Vợ chồng tôi á, chỉ xem con Hân là con dâu thôi. Ngặt gì trong tình cảnh này
Mong anh hiểu cho vợ chồng và gia đình của tôi. Ba, thôi được, vì danh dự của tôi và gia đình anh chị. Hơn nữa tôi cũng không muốn con gái tôi mang tiếng là có một đời chồng. Tôi sẽ nhẫn nhịn cho qua. Nè, nhưng mà vợ chồng anh á phải tính làm sao coi cho được. Đừng có để cho con gái tôi phải chịu thiệt thòi. Dạ, dạ. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự rộng lượng, biết suy tính thiệt hơn cho nhà chồng của Nhã Hân. Dạ, chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để cho Nhã Hân không bị thiệt thòi. Dạ. Họ suy tính như vậy, rồi họ sẽ còn làm những gì tiếp về sau nữa đây. Sau này con Ngọc Anh sẽ phải sống ra sao khi chịu cảnh chồng chung? Ôi trời ơi, sao tôi lại bất lực thế này? Mợ chủ về rồi, mợ chủ về. Trời ơi, mợ ơi mợ. Trời, em nhớ mợ quá à. Mợ ơi, mợ có mệt không mợ? Trời ơi, em nói thiệt, mợ mới có một ngày không gặp mợ thôi mà em nhớ đến không ăn không uống gì hết trơn á. Em không ăn được, em không ngủ được, em xúc mấy ký luôn đó mợ. Nói nhiều quá, làm ơn đi, người ta đang mệt đó, nói nhiều người ta mệt thêm. Dạ. Con về phòng nghỉ ngơi một chút cho khỏe con, để mẹ sai con nữ nấu canh gà tẩm bổ cho con nha. Con cảm ơn mẹ. Nhã Hân, con đừng nói như vậy. Ba mẹ phải cảm ơn con mới đúng chứ, vì con đã đồng ý theo ba mẹ về đây. Nếu con không thấu tình đạt lý thì mọi chuyện không biết sẽ còn rối ren ra sao nữa. Ba đừng nói vậy, đó là gì con nên làm để tròn bổn phận dâu con. Thôi, con xin phép, con lên phòng. Về phòng nghỉ ngơi đi con. Mợ mợ mợ, để con đỡ mợ đi nha. Em biết mợ giận nên mợ mới bỏ về nhà của ba mẹ của mợ. Công nhận á, mợ hiền quá. Trời ơi, chứ gặp em á hả, là em xé xác con nhỏ đó ra, em cào mặt nó, em xác mới ớt vì cái tội giật chồng người khác. Còn biết xấu hổ giác mặt tới đây nữa, nhìn cái mặt nó là khó ưa rồi. Con bảo đảm á, nó phải làm cách gì á mới quyến rũ được cậu Bảo nhà mình á. Xí, tưởng có thai là ngon lắm, làm cái mặt tội nghiệp nhìn khó ưa. Mợ, mợ muốn uống sinh tố hay nước ép gì á, em đi pha cho mợ nha. Tôi mệt, không muốn uống gì hết. À, anh Bảo với Ngọc Anh về đây chưa? Trời, con nhỏ nó muốn về nhà này tranh giành quyền lợi với mợ hả? Mợ yên tâm, con phụ mợ đánh ghen, con đánh thức cha nó luôn á. Chị thu xếp một phòng trống giúp tôi đi. Mợ, nói vậy là mợ vẫn dần cậu Bảo, mợ định ra ở riêng hả? Chị dọn một căn phòng cho Ngọc Anh ở tạm giùm tôi. Trời, ủa, mợ đâu có sốt hay là bị gì đâu mà sao tự nhiên mợ kêu em dọn phòng để cho nhỏ Ngọc Anh về đây? Chị đi dọn đi. Mợ. Trời, kỳ vậy trời. Chiếu, anh đi nước cờ này quả nhiên không sai. Tôi buộc phải chọn nước cờ này. Tôi chưa bao giờ muốn đặt con gái tôi lên bàn cờ thắng thua, anh hiểu chưa? Quả nhiên con Hân nó không chịu ly hôn, tôi và anh không phải rơi vào hoàn cảnh khó xử với bao nhiêu là tai tiếng khi hai gia đình rạn nứt, ảnh hưởng đến công việc làm ăn chung. Vấn đề còn lại là trách nhiệm của anh. Anh phải thay tôi và giải quyết tiếp, tránh làm sao không để cho con gái tôi bị tổn thương. Anh yên tâm, bản thân tôi là không bao giờ muốn người trong cuộc bị tổn thương đâu. Có chuyện gì vậy mẹ?
mẹ có chuyện quan trọng nói với con đây. Mẹ nói chuyện ở trong đây là gì? Nói ở ngoài đó con Hân nó nghe được nó buồn. Cô ấy về nhà rồi hả? Sáng qua mẹ với ba con qua nhà anh Xui, thuyết phục Nhã Hân và ba của nó để họ chấp nhận cho Ngọc Anh về đây ở chờ ngày sinh nở đó con. Mẹ với họ đang âm mưu chuyện gì nữa vậy? Con đã nói rồi, con sẽ không đưa Ngọc Anh về đây ở đâu. Nếu Nhã Hân về đây ở thì con sẽ thuê một căn nhà khác để cho Ngọc Anh ở, nhất định không đưa Ngọc Anh về đây ở. Cái gì? Con đi thuê nhà bên ngoài để cho Ngọc Anh nó ở? Phải. Rồi tiếng tăm của ba mẹ sao đây? Hả? Tại sao vậy? Ôi trời ơi, đúng là đứa con bất hiếu. Lúc nào cũng nghĩ đến con nhỏ đó là sao vậy hả? Con có bao giờ nghĩ đến ba mẹ hay không? Con có biết là ba mẹ khó khăn lắm mới thuyết phục được anh Xui để anh không rút vốn khỏi công ty. Khó khăn lắm con Hân nó mới chịu giải quyết êm xuôi. Con à con, sao không biết nhường nhau một bước vậy? Con có biết vì sao ba mẹ ép con lấy Nhã Hân không? Là vì gia đình của mình đang gặp khó khăn đó con à. Công ty có thể phá sản đó con à. Chính ba của con Hân đưa tay ra giúp đỡ. Nếu con Hân bỏ đi khỏi đây, ba nó nổi giận sẽ rút vốn thì công ty sẽ sụp đổ đó con à. Thôi được rồi, cứ làm theo ý của con đi. Ba mẹ chết để cho con và Ngọc Anh vừa lòng. Mẹ à, con muốn đi thì đi đi hả? Thà ba mẹ nhảy lầu chết chứ không có đứa con bất hiếu như con. Mẹ đừng có làm như vậy có được không? Thôi đủ rồi, bà đừng nói thêm gì nữa. Bà đã quyết định rồi, nếu con muốn đưa Ngọc Anh đi thì từ nay về sau ba mẹ coi không có đứa con bất hiếu như con. Bà, ba mẹ muốn đưa em về nhà sống chung, nhưng mà anh không muốn em phải chịu thiệt thòi đâu. Chắc chắn khi em về nhà rồi, Nhã Hân sẽ gây khó dễ cho em rất là nhiều. Không sao đâu anh. Cho dù Nhã Hân đối xử với em ra sao, em cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua hết. Miễn sao anh không phải khó xử và con của mình cũng được sinh ra khỏe mạnh thì em chịu thiệt thòi một chút cũng có sao đâu. À, anh nghe em dặn nè, anh cũng đừng có ra mặt chuyện gì hết. Đừng để công việc kinh doanh của gia đình mình xảy ra chuyện. Em và con đều đồng ý theo sự sắp xếp của ba mẹ và Nhã Hân về sống ở biệt thự Gia Hân. Nhưng mà con nó còn nhỏ, có biết gì đâu mà đồng ý chứ. Con của mình đồng ý thiệt đó. Anh biết sao không? Sao? Con của chúng ta rất là hiểu chuyện và rất là ngoan, đúng không con? Con của bà ngoan thầy không? Nó nói đúng rồi đó. Anh thì xạo. Em không sao là được rồi. Tôi càng nhìn tôi càng thấy con Ngọc Anh đó là đứa giả tạo. Lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành chịu đựng, nhưng mà nghe con Hân nó nói, chính nó với mẹ nó mới là người khiến cho con Hân không thể sanh con được nữa. Thiệt tình tôi không muốn nó bước chân vào nhà nửa bước nữa. Dù sao chúng ta cũng quyết định rồi, đừng có nói tới nói lui nữa. Thiệt, tôi không hiểu nổi ông. Thằng Bảo nó cứng đầu y như ông vậy. Nếu như con Anh nó đàng hoàng thì nó đâu có tiếp tục qua lại với thằng Bảo nữa. Dù gì thì nó với con Hân cũng là chị em. Nó đối xử với con Hân như vậy, mai mốt với vợ chồng mình không biết nó đối xử ra sao nữa. Tôi làm tất cả cũng chỉ là để bảo vệ Gia Hưng, bảo vệ con cái, mà không phải để mất lòng anh Quân. Bà thừa biết lâu nay chúng ta vẫn phải nhờ anh ấy mà. Thì tôi cũng biết vậy đó, nhưng mà tôi nói cho ông biết nha, cho dù không nhờ giả anh Quân đi chăng nữa, thiệt lòng tôi vẫn thương con Nhã Hân. Ông thấy không, nó là đứa quá biết chuyện và thật là đáng thương. Thôi, mọi chuyện coi như đã được giải quyết rồi. Bà liệu đường mà cư xử với tụi nó cho phải. Tôi vô lấy đồ rồi ra liền.
anh có ở đây hay ở đâu cũng đâu có khác biệt. Nhưng mà hình như anh chưa cảm ơn tôi thì phải. Cô nghĩ là mình đang ban phát ân huệ cho chúng tôi à? Không, chúng tôi yêu nhau, xứng đáng được ở bên cạnh nhau. Thực sự tôi không hiểu tại sao cô cứ bám lấy tôi. Vì thù hận à? Cô không thấy mệt mỏi vì cái trò chơi trả thù của cô sao? Lẽ ra đây là thời điểm để kết thúc hết tất cả mọi chuyện, để cho cả ba không phải khổ sở như vậy. Tại sao phải kết thúc trò chơi khi nó mới đi một nửa chặng đường? Cô... Mẹ, con đi với anh Bảo và Gia Hưng được rồi. Mẹ cứ về nhà trước đi. Mẹ sẽ đi theo con tới đó. Mẹ không yên tâm để cho con đi một mình như vậy đâu. Không cần đâu mẹ. Mẹ cứ về nhà trước đi. Con biết mình phải cư xử ra sao cho tốt mà. Nhưng mà... Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Từ nay con biết yêu thương bản thân mình trước hết. Con sẽ không để ai ức hiếp hay là để cho mình chịu thiệt thòi nữa đâu. Bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Ngọc Anh thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để cho Ngọc Anh bị ai ức hiếp nữa đâu. Thôi được, con thu xếp xong rồi, nhớ điện thoại báo cho mẹ yên lòng nghe không? Dạ. Dạ. Con chào bác, con đưa Ngọc Anh về nha. Ừ. Con đi nha mẹ. Đi đi con. Mình đặt chân vào nhà này với địa vị là người vợ hợp pháp của anh Bảo, được mọi người công nhận và đón chào. Kể từ phút này, mình sẽ là một Ngọc Anh khác. Mình sẽ bằng mọi giá tìm lại tình yêu và hạnh phúc mà mình vốn xứng đáng có được. Ngọc Anh ơi, mày hãy mạnh mẽ lên. Đi vô đi. Thưa ba mẹ, con mới về. Con chào hai bác. Nhã Hân, chị mới xuất viện, sức khỏe còn yếu. Tôi đã sai người dọn dẹp căn phòng cho chị rồi. Chị cứ thoải mái như ở nhà. Cần gì cứ báo tôi một tiếng, tôi sẽ cho người đi mua giùm chị. Cảm ơn em. Không cần phải cảm ơn. Tôi là vợ anh Bảo, tôi có trách nhiệm phải chăm lo cho người, sinh con cho chồng tôi. Ừ. Tôi đã kêu chị nữ chăm sóc và hướng dẫn chị cách sinh hoạt trong gia đình rồi. Còn anh, đi với tôi tới công ty đi, chuẩn bị cho bản hợp đồng sắp tới. Cô có việc đi làm trước đi. Tôi muốn ở nhà
thu xếp cho Ngọc Anh xong xuôi mọi chuyện trước, rồi tôi sẽ tới công ty để giải quyết công việc sau. Mấy ngày nay anh nghỉ làm, công việc bị động lại thế nào anh biết không? Bây giờ còn không tới giải quyết, đợi khi nào? Anh là đàn ông, là trụ cột trong gia đình thì phải lo việc lớn, không thể suốt ngày chú tâm vào những việc nhỏ nhặt như vậy. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó. Thưa ba mẹ con đi. Con. Bảo à, sao con lại cư xử trước mặt con Hân như vậy? Mẹ nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi. Còn cô, cô đừng nghĩ là cô được bước chân vào trong cái gia đình này là cô làm quyền. Giữ khư khư thằng Bảo không buông, cô phải nên biết điều một chút chứ. Mẹ à, đây là quyết định của con. Mẹ đừng có hễ chuyện gì cũng đổ lỗi cho Ngọc Anh có được không? Cái gì? Bây giờ con gì nói mà cãi lại lời mẹ phải không? Mẹ có thể cư xử công bằng với Ngọc Anh có được không? Mẹ cứ như vậy làm sao con có thể tin tưởng để Ngọc Anh ở nhà một mình được chứ? Bây giờ ai ức hiếp nó, con không lo đi làm, không quan tâm gì tới cái nhà này, thì mẹ mới thấy nó chướng mắt đó. Thôi thôi, thôi được rồi. Hai mẹ con bà đừng có cãi nhau nữa. Trong nhà này chưa đủ ầm ĩ hay sao? Mỗi người nhường nhịn nhau một chút đi. Bảo à, con là đàn ông, phải đặt sự nghiệp lên trên. Dạ. Bà cứ để từ từ con nó sắp xếp rồi nó đi làm, có gì đâu mà bà cứ hối nó. Ông không thấy con Hân nó giận nó bỏ đi sao? Hay là ông muốn nó bỏ về nhà luôn, để ba nó rút vốn khỏi công ty thì ông mới vừa lòng? Không sao đâu, em đừng có lo lắng, có anh ở đây rồi. Để anh kêu chị Nữ sắp xếp chỗ ở cho em, anh đến công ty sẽ điện thoại cho em. Thôi khỏi đi, công việc đâu có người ta lo rồi, con lo đi làm đi. Dạ, thưa ba mẹ cô đi làm. Em đừng lo lắng quá, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Dạ. Nó đúng là kẻ giả tạo mà. Nếu không vì đứa cháu nội á, thì nó đừng có hòng đặt chân một bước vào cái nhà này. Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô biết rằng cô không có khả năng làm mẹ, mà cô lại cố tình lấy tôi là vì cái gì chứ? Vì tài sản à? Chắc là không. Tình cảm thì càng không. Thù hận thì không lý nào. Vậy là vì cái gì chứ? Vì cái gì à? Vì sự ích kỷ. Ích kỷ trong từng con người luôn có, chẳng qua là có người lộ ra, có người che giấu mà thôi. Với tôi không có sự giả tạo. Sẽ đến một lúc anh nhận ra rằng Ngọc Anh không yêu và hy sinh vì tình yêu dành cho anh đâu. Tôi không muốn tranh luận với cô nữa. Tôi đã từng vì tình cảm của Ngọc Anh mà sống tốt với cô, nhưng mà tôi không ngờ cô liên tiếp muốn hãm hại Ngọc Anh. Tôi đã hãm hại chị ta. Rõ ràng tôi mới là người bị hại. Trước đây và cả bây giờ cũng vậy. Chỉ có anh là mù quáng mới tin là chị ta là người bị hại. Tôi không muốn tin những gì cô nói đâu. Tôi không biết là cô sẽ tiếp tục làm hại gì cô ấy, nhưng mà tôi nói cô nghe, tôi sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu. Đừng có phí công, phí thời gian. Những người bản lĩnh thì sẽ không nói ra bằng lời đâu, họ sẽ thể hiện bằng hành động. Alo, con nghe nè mẹ. Sao rồi con? Con ổn, mẹ đừng lo cho con. Bây giờ con đang ở phòng riêng nghỉ ngơi. Con thấy khỏe lắm mẹ. Phòng ốc ra sao con? Có thiếu thốn gì không? Để mẹ mua qua cho con. Dạ, phòng lớn lắm mẹ, đầy đủ tiện nghi nữa. Mẹ không cần phải mua gì thêm qua cho con nữa đâu. Mà mấy người bên đó, họ đối xử với con như thế nào? Còn Nhã Hân đâu có nói gì con không? Dạ, bây giờ con đang mang thai nên mọi người đối xử với con rất là tốt. Mẹ cứ yên tâm đi.
còn biết ứng phó bảo vệ mình mà. Dạ, vậy thôi, mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Con cũng soạn đồ một chút. Có gì con gọi lại mẹ sau nha. Ờ. Con mình bước vào nhà này rồi. Tạm thời mình nhẫn nại mà chịu đựng nha con. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Mẹ nhất định làm tất cả để mẹ con mình được ở gần ba con. Mình không muốn mẹ buồn nên đành nói dối. Cũng không thể để anh Bảo vì mình mà lo lắng không yên. Tôi biết chị không an tâm khi để cháu anh ở nhà tôi. Từ hôm ở nhà anh Quân về, tôi đã rất muốn gặp chị để nói cho chị hiểu hơn về hoàn cảnh hiện tại của hai gia đình. Bản thân tôi là mẹ mà chỉ biết đứng nhìn con gái càng lúc càng lún vào hố sâu thù hận và tranh giành mà không có cách nào hóa giải được. Ý chị muốn nói tới Nhã Hân? Nhã Hân mang lòng oán hận nên mới quay về muốn kết hôn với Gia Bảo. Nó muốn trả thù Ngọc Anh và tôi. Nó chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau trong quá khứ. Giờ đây khi biết Ngọc Anh mang thai, nỗi hận trong lòng nó càng lớn hơn. Nhưng ngoài mặt Nhã Hân vẫn tỏ ra bao dung. Điều này khiến tôi càng lo sợ gấp ngàn lần. Lỗi lầm ngày đó đâu chỉ có hai mẹ con chị đâu. Chính tôi mới là người gián tiếp gây nên tội. Tôi không có cách nào ngăn cản con gái đừng quay về Gia Hưng. Nó quá yêu Gia Bảo cho nên bất chấp mọi nguy hiểm. Bản thân tôi thì không thể ở bên cạnh bảo vệ con gái mình. Tôi chỉ còn biết trông nhờ vào anh, thương tình mà che chở cho nó. Dù không có lời nhờ cậy của chị thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Ngọc Anh đang mang thai là cháu nội của tôi. Hơn hết tôi cũng quý mến cháu ở tính nết hiền lành nhân hậu. Có câu nói này của anh tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Trong thâm tâm tôi không bao giờ tôi quên những ân tình mà anh đã dành cho mẹ con tôi bao lâu nay. Những điều tôi có thể làm cho chị chỉ có vậy. Nhìn chị sống vui vẻ hạnh phúc thì lòng tôi cũng thấy được yên bình. Bà nhìn cái gì vậy? Dạ đâu có nhìn gì đâu. Bà đi đâu giờ này mới về? Vô đây, vô tôi biết.
ngồi đó. Có phải bà tới thăm con nhỏ Phản Phúc nữa không? Tôi nói cho bà biết, tôi cấm không cho nó bước nửa bước vô nhà tôi, bà hiểu chưa? Dù sao thì nó cũng là con của tôi, tại sao tôi không thể nào lo cho nó được chứ? Được, nếu bà muốn lo cho nó, bà xách túi tới đó ở với nó đi. Tôi không chứa chấp cái đồ Phản Phúc trong cái nhà này. Ông đừng có quá đáng. Ông thương con gái ông thì tôi cũng phải biết thương con gái của tôi chứ. Để sao? Để sao hả? Bà đừng có trả treo với tôi. Tôi nói cho bà biết, không có tôi á thì mẹ con bà có được như ngày hôm nay không? Cũng vì mẹ con bà mà con Hân đã hận tôi bao nhiêu năm nay. Bà phải biết điều mà sống sao cho phải với tôi. Còn không á thì đến từ đâu thì trở vậy đó. Cuối cùng thì ông cũng đã mở lời. Thật ra trong lòng ông vốn đã không có tôi, đó chỉ là những ham muốn nhất thời mà thôi. Ông tạo ra làm gì để cho mẹ con tôi phải chịu oan nghiệt như vậy chứ? Tôi chưa từng bạc đãi mẹ con bà. Những lời hứa bảo bọc mẹ con bà tôi đã làm. Chỉ có mẹ con bà là không biết thân biết phận thôi. Con nói thiệt, nhà mình tự nhiên có người lạ vô, không quen gì hết trơn. Con nói thiệt, dì cũng thương bà chủ nè, chứ không thôi con nghỉ việc lâu rồi. Mà bà chủ ơi, bà chủ đừng có tức giận nha. Bà chủ tức giận là mau già lắm đó. Cao kỳ cái chữ già nghe chưa? Biết rồi. Biết sao được, chuyện lỡ dở thì phải đành thôi. Ra vô đụng mặt cũng khó chịu lắm, nhưng cũng phải chấp nhận. Mà công nhận á, bà chủ nói đúng thiệt á. Nhìn cái mặt nhỏ Ngọc Anh, con thấy nó giả tạo gì đâu á. Con thấy Mở Hân á, coi vậy á, mà thẳng tính, thiệt tình đó bà. Cũng may con Hân là đứa biết chuyện, nó chịu về thì cái nhà này mới được yên ổn đó. Vậy mà thằng Bảo không chịu ngó ngàng gì tới, nó chỉ biết lo cho con Anh thôi. Cái thằng không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lúa gì không biết nữa. Con cũng hiểu cậu Bảo không sao nữa, tại cậu Bảo không có mắt á. Chứ con thấy hả, con Ngọc Anh có đẹp gì đâu. Con nói thiệt á, con còn đẹp hơn con Ngọc Anh nữa. Chỗ ngủ mày ở đó hả? Úi, riết là tao thấy mày tự nhiên quá. Đâu phải chỗ ngủ của con, con làm cho đẹp thôi mà. Nè, ngày mai đi chợ mua mấy con gà ác, rồi ghé tiệm thuốc bắc hốt mấy thang, đem về hầm với gà ác để cho con Ngọc Anh nó ăn đó. Ôi da, ôi trời ơi, làm gì mà phản ứng bóp đau vậy nè. Con xin lỗi bà. Bà nghĩ sao vậy? Con ghét Ngọc Anh muốn chết à, tự nhiên vậy bắt đi mua đồ cho nó ăn là sao? Mày nghĩ tao thương nó lắm hả? Chẳng qua vì đứa cháu nội của tao thôi, phải tẩm bổ cho nó, để nó sinh cho tao đứa cháu trắng tròn, mập mạp, hiểu chưa? Con biết rồi. Nè, phải cẩn thận và coi chừng con nhỏ đó cho tao. Đừng để con nhỏ nó đi lung tung, nhất là nó lên phòng của vợ chồng thằng Bảo. Đừng để con Hân nó thấy nó khó chịu đó. Con biết rồi. Nói nhiều quá à. Trời đất ơi, mệt mỏi. Mày làm gì vậy? Ê ê ê, lộn phòng rồi con. Chỗ này là chỗ ngủ của bà. Mà giờ này không phải là giờ ngủ, giờ làm công chuyện. Làm công chuyện dùm cái đi. Xin lỗi. Cái gì cũng la lối, mệt mỏi à. Ngày trước mình từng ao ước tự tay trang trí cho phòng tân hôn của mình với anh Bảo. Ai ngờ giờ nó lại là phòng của người khác.
Ngọc Anh. Dạ. Cô làm gì đó? Đứng lại. Dạ. Có thai, tại sao không về phòng nghỉ ngơi? Lên đây làm gì? Dạ, dạ con... Cô muốn thăm dò cuộc sống vợ chồng thằng Bảo đúng không? Dạ, dạ không phải, con không ý vậy đâu bác. Chỉ là con... Muốn đi đâu thì đi, nhưng không được lên đây. Trên đây là khu vực cấm đó. Sao lại cấm vậy bác? Tôi nói cấm là cấm, không cần phải hỏi nhiều. Xuống dưới đi, không có việc gì cần thiết, không được bén mảng lên đây. Dạ. Thì sao hả? Bà đừng có trả treo với tôi. Tôi nói cho bà biết, không có tôi á thì mẹ con bà có được như ngày hôm nay không? Cũng vì mẹ con bà mà con Hân đã hại tôi bao nhiêu năm nay. Bà phải biết điều mà sống sao cho phải với tôi. Còn không á thì đến từ đâu thì trở về đó. Cả cuộc đời mình khổ sở, lẽ nào đến đời của con Ngọc Anh cũng khổ như vậy hay sao? Không, mình không thể bỏ mặc con Ngọc Anh được. Không, nhưng mà nỡ ông ấy biết được thì mình phải tính sao đây? Rời khỏi căn nhà này, quay lại cái thời bần hàn của ngày trước sao? Thật không dễ dàng. Dạ, con chào hai bác. Ngồi xuống đi con, chờ thằng Bảo về rồi mình ăn cơm. Dạ. Tụi nó về rồi kìa. Ừ. Anh Bảo. Thưa ba mẹ, con mới về. Anh mới về. Ừ, con. Dạ, con chào ba mẹ. Ừ. Tôi đồng ý cho chị về đây ở, là chỉ coi chị như người khách trọ, không có chuyện ngồi ngang hàng với tôi. Sao cô quá đáng quá vậy? Anh Bảo, chị xin lỗi, chị không nghĩ là em không vui. Thôi được rồi, kể từ nay chị sẽ ăn cơm một mình ở trong phòng, tránh gặp mặt em để em không khó chịu. Con xin phép. Cô đúng là một kẻ ác độc. Con xin lỗi ba mẹ, tại vì con không kiềm chế được nên làm cho buổi tối ba mẹ mất ngon. Nhã Hân mang lòng oán hận nên mới quay về muốn kết hôn với Gia Bảo. Nó muốn trả thù Ngọc Anh và tôi. Nó chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau trong quá khứ. Con mời ba, con mời mẹ. Quả nhiên chị Lan nói đúng, Nhã Hân đã nuôi lòng oán hận. Con bé thật có dụng tâm, hoàn toàn không hề đơn giản. Anh xin lỗi em. Nếu em chịu đựng khổ sở như thế này, anh sẽ đưa em đi tới một nơi ở khác. Anh đừng nên có suy nghĩ như vậy, rồi sau này anh sẽ hối hận khi nghĩ đến mình vì tình yêu mà trở thành đứa con bất hiếu. Không, nhưng anh không thể đứng nhìn thấy người yêu của mình sống trong đau khổ như thế này. Anh chịu không được.
Em chỉ cần anh luôn yêu thương em là em hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ chịu đựng được vì anh, vì đứa con sắp chào đời của chúng ta. Em sẽ chịu đựng tất cả, em sẽ chịu đựng được hết. Em yêu anh. Con nhỏ này quả nhiên là biết dùng lời khôn khéo để lấy lòng thằng Bảo. Chẳng trách sao con trai mình lại si mê nó như vậy. Nó mang dòng máu của mẹ nó, cái loại đàn bà lẳng lơ. Nè, mà giận tôi hả? Hồi chiều tôi có hơi nặng lời. Tôi làm sao mà dám giận ông? Một khi ông đã lên tiếng thì đó là lệnh, đâu có ai dám cãi lại chứ. Thôi, cũng do tôi mệt mỏi căng thẳng quá, chứ lúc nào tôi cũng yêu thương bà, làm sao tôi để cho bà đi được. Tôi mệt lắm. Thôi mà. Nhã Hân nè, con đừng có buồn nữa. Mẹ sẽ chú ý hơn việc trong nhà. Mẹ hiểu được nỗi lòng uất ức của con khi mà chồng mình bây giờ san sẻ tình cảm cho người khác. Ảnh vừa về tới nhà là quan tâm chị Ngọc Anh trước mặt con rồi. Con xin lỗi, đã không biết kiềm chế cảm xúc để ảnh hưởng tới ba mẹ. Nhưng mà con đã cố gắng lắm rồi. Con à, mẹ hiểu mà. Con là con dâu của mẹ, chỉ có một mình con mới xứng đáng là dâu của mẹ thôi. Còn gì mẹ, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa nha con nha. Bây giờ con nghỉ ngơi đi. Hứa với mẹ là đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe nha con. Còn việc của chồng con, mẹ có cách để khuyên ngăn nó. Yên tâm đi con nha. Con đều nhờ mọi việc vào mẹ. Mẹ thương con nha. Ừ. Nghỉ ngơi cho khỏe nha con. Dạ. Nhớ ngủ sớm đó. Dạ. Ông chỉ xem tôi như người giúp ông giải quyết nhu cầu lúc ông cần. Chưa bao giờ ông xem tôi là một người vợ thật sự. Bao nhiêu năm rồi, tôi đã phải chịu đựng. Không lúc nào ông nghĩ đến cảm nhận của riêng tôi. Thảnh thơi quá hả? Nhã Hân, chị thật khéo làm trò. Mục đích của chị vào nhà này là để muốn giành anh Bảo chứ gì. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng tôi thì nhìn rất rõ. Nhã Hân à, đúng là chị có lỗi với em. Chị không nên như vậy với anh Bảo. Nhưng em hãy hiểu cho chị, chị quá yêu anh Bảo nên chị không thể nào ngăn chị được. Em đừng có hiểu lầm chị nha.
Hiểu lầm. Tôi không biết là tôi đã hiểu lầm chị ở điểm nào nữa. Tôi hiểu gì chị rõ lắm. Trước mặt tôi không cần phải tỏ vẻ như vậy đâu. Chị đồng ý về đây sống cũng chỉ vì đứa con trong bụng của chị thôi. Không phải chị muốn tranh giành gì với em đâu. Chị mong em hãy mở lòng. Đứa trẻ trong bụng của chị là vô tội. Thôi đi, tôi đã nói rồi. Trước mặt tôi đừng có đưa cái bộ mặt giả tạo đó ra nữa. Điều đó chỉ làm tôi căm ghét chị hơn thôi. Tôi đã lầm, rất lầm khi nghĩ chị hối hận. Cuối cùng chị vẫn là một kẻ tham lam, ích kỷ. Không phải đâu Nhã Hân, em đừng có nghĩ chị như vậy. Em tin chị đi Nhã Hân. Chị xin thề. Chị xin thề với em mà. Nếu lời thề có thể ứng nghiệm, tôi nghĩ là chị đã không còn có thể đứng ở đây nữa đâu. Tôi nói có phải không? Chắc là mình thần hồn nát thần tính thôi, chứ không có ai rình mò trước cổng đâu. Vì chuyện của con Ngọc Anh mà mình cứ luôn thấp thỏm lo lắng không yên. Không biết con Ngọc Anh bây giờ bên đó làm sao rồi nữa. Bắt đầu ngày hôm nay mà không được đi đâu hết, ở yên trong nhà cho tôi. Bà có nghe tôi nói không? Hả? Ừ. Hả? Ông nói cái gì? Tôi nói á, kể từ hôm nay bà không được đi ra khỏi nhà, đi thăm nhỏ Phạm Phúc đó nữa. Ông không có quyền ngăn cấm tôi. Dù sao Ngọc Anh cũng là con gái của tôi. Tôi cấm bà không được nhắc tới tên con nhỏ Phạm Phúc đó. Trong gia đình này từ đây không dính líu gì con nhỏ đó hết. Bà cũng không được nhắc. Nếu không á, ra khỏi nhà. Tôi thật không ngờ ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy. Bà mà cứ như vậy á, tôi không muốn ăn cơm trong cái nhà này nữa. Bà nên biết người có lỗi á là con gái của bà. Tôi chán cứ nhìn những bộ mặt đưa đám của bà. Mẹ, con xin lỗi vì làm phiền mẹ giờ này. Thưa ba. Chuyện gì vậy con? Lúc tối con thấy mình có lỗi nên định bụng là pha một ly sữa mang qua phòng sách cho anh Bảo. Nhưng con không thấy ảnh trong phòng. Gọi điện thoại thì không gọi được. Con tìm khắp ngoài qua viên cũng không thấy nữa. Con lo quá, không biết ảnh có đi ra ngoài không hả mẹ? Sao con liên lạc không được? Chắc là nó không có chuyện gì đâu con. Con đừng quá lo lắng. Phải rồi, con quên mất. Bây giờ anh ấy đang ở. Con xin lỗi vì làm phiền ba mẹ. Con xin phép. Thì là
quá đáng. Giờ này ai mà còn gõ cửa nữa vậy? Ngọc Anh à? Ngọc Anh, cô ngủ chưa? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ hả anh? Ngọc Anh, mẹ anh gọi em. Em ở trong này đi, để anh ra cho. Anh, không được đâu. Mẹ mà biết anh ở đây với em, mẹ sẽ giận lắm đó. Tôi muốn nói chuyện. Tại sao chúng ta phải lén lút với nhau chứ? Có chuyện gì vậy mày? Cô Ngọc Anh, cô ra đây, tôi muốn nói chuyện với cô. Mau lên. Tụi con đang ngủ mà mẹ. Nè, cô phải biết bản thân mình đang mang thai, cô cần phải giữ gìn chứ. Vậy mà cô vẫn cố tình lẳng lơ, dụ dỗ lối kéo thằng Gia Bảo. Dạ con. Không hiểu cô là loại đàn bà gì. Sao mẹ lại dùng những lời lẽ nặng lời với Ngọc Anh như vậy chứ? Cái này là con tự nguyện ở lại phòng chăm sóc cho Ngọc Anh mà. Tụi con yêu nhau mà. Chẳng lẽ tụi con làm như vậy là sai sao? Cái sai của con là bỏ vợ đi ngủ với nhân tình nè. Còn cái sai của cô á, ngang nhiên cướp chồng người khác. Ngày trước mẹ cô đi cướp chồng người ta, bây giờ tới lượt cô. Mẹ con cô không biết xấu hổ là gì hết. Mẹ đừng có nói nữa có được không? Mẹ thật quá đáng. Còn anh đã vì cô đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thiệt thòi rồi, vậy mà mẹ lại nặng lời xúc phạm tới Ngọc Anh như vậy. Nếu mà mẹ luôn có thành kiến với Ngọc Anh như vậy, vậy thì ngày mai con sẽ đưa Ngọc Anh ra khỏi nơi này, để cho mẹ khỏi hành hạ tinh thần của Ngọc Anh nữa. Con được lắm, vì cái con nhỏ này mà con nặng lời với mẹ mình, con còn coi mẹ ra gì nữa không hả? Vậy mẹ có nghĩ tới cảm nghĩ của tụi con không? Lẽ ra tụi con là vợ chồng của nhau. Vì sao? Vì sao mà tụi con phải ra nông nỗi này hả mẹ? Gia Bảo à, em xin anh, đừng nói thêm điều gì làm cho bán giận hơn nữa. Anh đi về phòng đi. Anh về phòng đi. Anh không về. Anh sợ là đây với em. Tại sao anh phải về chứ? Em xin anh mà, anh đừng đặt em vào tình cảnh khó xử như vậy nữa. Anh đi về phòng giùm em đi. Mẹ à, con im lặng là con không muốn tiếp tục gây ồn ào giữa đêm khuya như thế này. Nhưng không có nghĩa là mẹ đúng. Con mong là mẹ hãy hiểu cho sự thiệt thòi chịu đựng của Ngọc Anh, và đừng gây thêm cho cô ấy bất cứ sự tổn thương nào nữa, sẽ ảnh hưởng tới con của con. Đến một lúc nào đó, sự chịu đựng của con cũng chỉ có giới hạn thôi mẹ à. Tôi nói đây không phải nghĩ cho riêng ai hết. Bản thân cô, sức khỏe cô đã kém, cô cần phải dưỡng thai. Trong lúc này, tôi nghĩ cô nên nghĩ cho đứa con trong bụng của mình. Không có sao đâu em, có anh ở đây mà. Anh sẽ luôn bảo vệ cho em, không sao đâu. Bình tĩnh lại đi. Tôi đã lầm, rất lầm khi nghĩ chị hối hận. Cuối cùng chị vẫn là một kẻ tham lam, ích kỷ. Vì con, vì ba của con, mẹ sẽ chiến đấu với cô ta đến cùng. Dù cho có phải dùng đến thủ đoạn, mẹ cũng sẽ làm. Thì ra ngày đó Nhã Hân nó mang thai rồi con à.
Nó đã không giữ được đứa bé, còn mang thêm di chứng, không thể nào sinh con được nữa. Mẹ nói gì mẹ? Nhã Hân, chuyện thật vậy hả mẹ? Con còn nhớ lúc ở bệnh viện, Hân nó cũng từng nói tới đứa con, nhưng vì trong tình cảnh rối rắm nên mẹ con mình không để ý tới. Gần đây mẹ nghe được điều này từ dượng con. Ngày đó bác sĩ đã gọi ông ấy vào nói chuyện riêng. Mẹ không nghĩ là sự việc lại đến nông nổi như vậy. Nghĩ lại mẹ thấy thương Nhã Hân, nhưng cũng từ nguyên nhân đó mà nó trút mọi oán hận lên đầu con. Con thật là có lỗi quá lớn. Tại con, tại con mà Nhã Hân phải chịu nhiều đau đớn bất hạnh như vậy. Tại con phải không mẹ? Con à, con đâu có biết được chuyện Nhã Hân mang thai, làm sao mà có thể trách con được chứ. Con gái của mẹ, dù con có làm lỗi điều gì thì mẹ cũng sẽ gánh hết cho con. Ngày ngày mẹ sẽ cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho những lỗi lầm của con và cả cho mẹ nữa. Mẹ. Đến lúc mọi chuyện được phanh phui rồi, chuyện mình đang mang thai và cả chuyện Nhã Hân không thể sinh con sẽ đến tai ba mẹ anh Bảo. Đến lúc đó thì họ cũng bắt buộc phải cho mình bước vào nhà mà thôi. Cả ông trời cũng muốn giúp mình để cho mẹ mình biết sự thật về Nhã Hân. Cô Bách, cô Bách. Ông bà. Ngọc Anh, con có bị làm sao không con? Ngồi xuống đi. Em thấy trong người như thế nào rồi? Nói cho anh nghe đi. Em có bị làm sao không? Cô ta cũng sẽ phải chịu thua trước mẹ mà thôi. Không, mình sẽ không làm người cam chịu nữa đâu. Cả mình và cả đứa con sắp chào đời đều không thể thiếu anh Bảo. Ông ấy không cho mình ra ngoài, mà trong nhà cũng chẳng có gì làm hết. Không lẽ ông ấy bắt mình ở trong nhà suốt đời hay sao? Con nghe nè mẹ. Con sao rồi? Con có ăn uống gì được không? Đang thai nghén nên trong người con mệt mỏi lắm phải không? Con cũng đỡ rồi mẹ. Con ăn cũng không nhiều lắm, nhưng mẹ anh Bảo nấu đồ tẩm bổ cho con. Mẹ không phải lo đâu. Tại sao con không ăn được? Có phải thức ăn không hợp với con đúng không? Lúc ở nhà cũng nấu toàn món Nhã Hân thích. Bây giờ bên đó cũng vậy đúng không con? Không được, để mẹ qua đó coi con như thế nào rồi mẹ mới yên tâm. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có qua, mất công Nhã Hân không vui nữa. Với lại cũng khiến ba mẹ anh Bảo khó xử. Nhưng mà mẹ thấy lo quá. Mẹ, hay là như vậy đi, con ra quán cà phê, con chờ mẹ, rồi hai mẹ con mình nói chuyện vậy cho tiện nha. Ờ, vậy cũng được, lát nữa mẹ con mình gặp nhau. Dạ con biết rồi. Bây giờ phải nói làm sao để được ra ngoài đây.